tuần thứ ba hàng tháng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình IQ tỏa sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Abbott cùng làm cho IQ của trẻ em Việt Nam tỏa sáng, đó chính là thông điệp mà chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị và các bạn thông qua chương trình này, được phát sóng định kỳ vào lúc 3 giờ 15 phút chiều Chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7. Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần làm việc căng thẳng, được ngồi lại trước máy TV vào lúc 3 giờ 15 phút chiều Chủ nhật, rồi được kích não bằng những cái trò chơi, những cái câu đố khá là thú vị cùng với các thí sinh của IQ tỏa sáng, có lẽ cũng là một bài học cũng như là những cái sự giải trí rất là nhẹ nhàng, phải không ạ? À? Như vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với 4 thí sinh là người lớn, là các bậc phụ huynh, và chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là các vị phụ huynh ấy sẽ đem đến cho chúng ta những cái điều gì thú vị nhé. Xin được mời quý vị cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Tôi tên là Phạm Tuấn Long, hiện là tôi đang là giáo viên. Tôi chỉ có một em bé là một bé gái 4 tuổi và bé đang học lớp trồi. Thì hôm nay rất là vinh dự được đến dự cuộc thi này. Thế hai cha con của anh có nói chuyện nhiều với nhau không? Có lẽ là thường xuyên. Dạ, như vậy thì cả hai bố con đều là những người bạn thân của nhau đúng không ạ? Nhiều khi là bạn nhưng nhiều khi cũng phải ra một số lệnh. Cũng chưa biết là, nhưng mà sẽ là mối tình bạn sẽ là như chị Quỳnh Hương nói, thì tạo được cái tình bạn với cha và con là thật sự khó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với bạn chơi thứ hai. Tôi tên là Ngô Thị Thanh Nghiền, hiện nay tôi đang làm việc cho một công ty quảng cáo. Hiện tại tôi đã có hai con, một trai và một gái. Cái nguyên tắc mà chị đảm bảo để mà chị giáo dục con mình đó là cái điều gì? Mình sẽ phải thật nghiêm khắc. Nhưng mà khi mà ví dụ như con có phạm một cái lỗi gì ấy, thì mình phải giải thích cho con biết cái lỗi, tại sao lại lỗi như vậy và tại sao con bị phạt. Và bé sẽ biết được là cái lỗi của bé như thế nào. Và như vậy thì bé sẽ rút kinh nghiệm, lần sau bé sẽ không phạm lại nữa. Cảm ơn chị Hiền, đây cũng là một cái quan điểm giáo dục cũng nên là chúng ta cũng phải suy nghĩ đúng không ạ? Cũng phải cân nhắc. Chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn chơi thứ ba. Tôi tên là Lê Đình Thắng, tôi hiện đang công tác tại trường Trung học Dân lập Thanh Bình, mái trường mà đã 4 năm liền tốt nghiệp tú tài 100%. Tôi có hai đứa con, đứa gái đầu năm nay là 5 tuổi và em của cháu là con trai 13 tuổi. Theo anh thì dạy con và dạy học sinh bình thường đó thì dạy ai khó hơn? Theo tôi thì cả hai đều giống nhau. Bởi vì tôi quan niệm đối với học trò hay đối với con thì người ta thường nói là vừa tình thương, kỷ cương và trách nhiệm. Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với bạn chơi cuối cùng nè. Tôi tên là Võ Thị Ngọc Vân, hiện tôi đang công tác tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thì mới chỉ có một baby gái gần 5 tuổi ạ. Chị có nghĩ rằng là những con số trong cuộc sống thường ngày nó có ảnh hưởng gì đến với cái chỉ số IQ và cái sự phát triển chỉ số IQ không ạ? Nên tất nhiên là chắc là có. Trong một cái môi trường làm việc thì nó cũng có lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Ví dụ tôi thì tôi công tác ở lĩnh vực khác, không có liên quan tới những con số. Sở dĩ Quỳnh Hương mà hỏi chị như vậy bởi vì trong những cái bài tính của chúng ta ngày hôm nay sẽ có ít nhiều liên quan tới những con số. Và bắt buộc các anh chị sẽ phải sử dụng cái chỉ số IQ của mình để giải quyết vấn đề đây. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với các thí sinh bước vào vòng chơi đầu tiên với tên gọi là Khám phá IQ. Ở vòng chơi này thì các thí sinh người lớn của chúng ta sẽ cùng vượt qua 4 chướng ngại vật là những câu hỏi trắc nghiệm. Cứ mỗi một câu hỏi các anh chị giải đáp thành công, các anh chị sẽ ghi được 10 điểm tương ứng với số tiền thưởng là 200.000 đồng. Số điểm thưởng sẽ được cộng dồn lại tính cho đến lúc mà các anh chị rời khỏi cuộc chơi ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Đây là một câu hỏi thử thách các anh chị về khả năng thị giác. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 cái hình, nhưng mà hình thứ 9 thì nó bị mất rồi. Vậy thì các anh chị sẽ vui lòng nhìn vô trong bốn đáp án chọn và chọn dùm Quỳnh Hương thật nhanh.
vì sao chị đã quyết định chọn là B? Cái dãy ba hình đầu tiên nó là hai hình đen bao ở ngoài, hình thứ hai là màu xám bao ở ngoài, tôi chọn cái cuối là màu trắng bao ở ngoài. Dạ, xin được hỏi anh Thắng, anh đã chọn rất nhanh và tôi không hiểu là vì sao anh đã có quyết định là đáp án A. Tôi quan tâm cái dãy thứ hai đó, và cái dãy nhất thì tôi thấy hai cái này nó giống nhau một cái điểm thế này này, là cái nửa ô đầu của cái hình thứ nhất á, màu đen, và cái cuối cùng màu đen. Cái hàng thứ hai, cái nửa ô đầu của cái ô thứ nhất là cái màu gì bạc bạc đó. À, màu xám đi. Cuối cùng nó cũng thế. Thì tôi tin chắc một điều là khi đáp án A là có cái màu trắng thì nó trùng với cái màu trắng cuối cùng, nó sẽ trùng với cái màu trắng đầu tiên. Chúng ta có ba cái thành phần để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là màu đen, thứ hai là màu trắng và thứ ba là màu xám. Như vậy thì làm sao trong từng cái dãy ngang đi á, nó phải hội đủ cái yếu tố là, tức là phải có một màu này kết hợp với một màu kia và không được trùng lắp trở lại. Và như vậy thì nói theo ý anh Thắng cũng có lý. Chúc mừng anh Đình Thắng và chị Thanh Hiền. Chúng ta cùng nhau đến với lại câu hỏi thứ hai. Chúng ta hãy nhìn vô trong bốn cái đáp án chọn lựa và hãy chọn cho Quỳnh Hương cái hình nào sẽ là hình chính xác với hình nguyên gốc ở phía trên. Thường là cảm thấy rất là thú vị bởi vì là có một câu hỏi thôi nhưng mà bốn thí sinh của chúng ta đã cho ra đến bốn đáp án khác nhau. Anh Tuấn Long, anh giải thích như thế nào về hình vẽ A? Tôi chọn A vì khi xếp tấm hình lại thì tôi nghĩ màu cam nó sẽ lên cái mặt trên cùng và cái màu đỏ nó sẽ là mặt không, cho nên tôi chọn A. Chị Thanh Hiền? Em đã nhìn lộn màu cam màu đỏ. Như vậy thì phải hỏi anh Thắng. Tôi nhìn cái hình nguyên mẫu, nguyên gốc đấy. Dạ. Yeah. Thì tôi có cảm giác là cái màu tím là cái màu trung tâm. Tôi tưởng tượng ra là tôi gấp lại hai cái hình để làm cái nền, làm cái cơ sở đó, tức là cái hình màu đỏ và hình màu cam. Hình màu đỏ và hình màu cam. Và chỉ có cái hình màu đỏ và màu cam là cái đáp án C thôi. Thấy chị Ngọc Vân đang nhăn mày nhíu mặt, không biết là chị có đồng tình với đáp án này không? Chọn rồi nhưng thấy là chắc là mình sai. Vì sao chị lại nghĩ là sai, sao chị không tự tin lên? Tại vì chắc với màu xanh nó phải còn, tại vì gấp lại màu xanh thôi, không thể nào mất đi được. Tôi chọn cái đó là sai đó. Chúc mừng anh Đình Thắng là thí sinh duy nhất đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại chướng ngại vật thứ ba. Chướng ngại vật này cũng lại là một bài học thử thách về thị giác. Sẽ có một cái quy luật nào đó nhất định, cái vấn đề là chúng ta có tìm ra được hay không. Phải hỏi anh Long, anh có nghĩ rằng hình D của anh là đúng hay không? Nhập hai hình lại, cái nào trùng nhau thì ta sẽ bỏ nó đi. Dạ. Bây giờ tính theo tiến hành ngang hay tiến hành theo dọc đều không lặp lại. Như vậy bắt buộc chúng ta sẽ phải tìm một cái hình nào đó ở trong dấu chấm hỏi mà không được lặp lại. Như vậy thì chúng ta thấy là có cái gì ạ? Hình D. Chị Thanh Hiền đã rất buồn bã thừa nhận là có lẽ là hình D. Chúc mừng anh Long và anh Thắng. Và như vậy chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thử thách cuối cùng. Đây cũng chính là thử thách để quyết định hai người xuất sắc hơn sẽ bước vào vòng chơi thứ hai. Các anh chị vui lòng nhìn cho kỹ, sẽ có những cái chi tiết, sẽ có những cái quy luật. Chúng ta sẽ tìm cho ra những cái quy luật này và vui lòng chỉ giúp cho Quỳnh Hương là cái hình nào sẽ thích hợp nhất để điền vào ô trống.
trong những cái hình này thì tổng cộng sẽ có bao nhiêu cái chi tiết để cho chúng ta để ý ạ? Đầu tiên là đôi mắt, cái thứ hai là cái gì hả thì chị Ngọc Vân? Cái mũi đúng không ạ? Thứ ba là cái miệng. Chúng ta sẽ nhìn làm sao để mà tìm ra cho được cái hình nào mà có cái con mắt nó chưa có lặp lại, cái mũi cũng chưa có lặp lại và cái miệng nó cũng chưa lặp lại luôn. Có một hình duy nhất là đúng thôi. Xin được chúc mừng chị Thanh Hiền đã có đáp án chính xác trong phần này. Kết thúc vòng chơi khám phá IQ ngày hôm nay thì chị Vân, quả là ngày hôm nay không phải là một ngày may mắn với chị Vân. Chị Vân chưa ghi được điểm nào. Anh Long đã ghi được 10 điểm tương ứng với số tiền thưởng là 200.000 đồng. Chị Hiền ghi được 20 điểm tương ứng với 400.000 đồng. Anh Thắng ghi được 30 điểm tương ứng với 600.000 đồng. Và như vậy luật chơi của chúng ta là hai người cao điểm hơn sẽ được chọn vào vòng trong. Chúc mừng anh Thắng và chị Hiền đã được chọn vào vòng 2 với tên gọi là chinh phục IQ. Bạn thân mến, chúng ta đang đến với vòng thứ hai của chương trình ngày hôm nay với tên gọi là chinh phục IQ. Và với vòng chơi này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai thí sinh, đó là anh Đình Thắng và chị Thanh Hiền. Tổng cộng sẽ có hai câu hỏi. Nếu mà đúng cả hai câu hỏi này thì các anh chị sẽ có thể ghi được đến 2 triệu đồng tiền thưởng cho một vòng chinh phục IQ này mà thôi. Và như thường lệ, đó là khách mời đặc biệt của chúng ta trong mỗi cuộc chơi sẽ là người ra đề. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một gương mặt cũng khá là quen thuộc với các khán thính giả của các chương trình tư vấn về tâm lý. Đó chính là tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, là trưởng bộ môn tâm lý của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời anh Sơn ạ. Xin mời anh Sơn. Tôi mong rằng các anh chị sẽ lắng nghe và giải đáp giúp tôi nhé. Ở một làng nọ thì thanh niên trong làng sống bằng nghề nông, và các thanh niên này thì rất là đam mê làm việc. Thế nhưng đất ở đấy thì khô cằn lắm mà lại ít nữa. Thế là các thanh niên buồn lắm, lại dùng rượu chè để mà giải khuây, và nghĩ rằng làm như vậy để cho quên hết cái buồn. Nhưng mà như vậy thì tiêu cực lắm đúng không? Đúng rồi. Dạ. Và ngay cả cái người mà bán rượu giàu nhất làng cũng nghĩ rằng làm như thế là tiêu cực. Và thế là người bán rượu ấy mới nghĩ ra một cách thức rất là hay mà để động viên các thanh niên ở trong làng. Ông ta mới ra một bài toán rất là đơn giản liên quan tới đất đai, mà ông ta treo giải thưởng, và ông ta nói rằng nếu ai đó giải được bài toán này, ông ta sẽ cho tất cả những tiền lời mà ông ta có được từ việc bán rượu. Bài toán như sau: trong một bức tranh có một hình thoi, và hình thoi ấy là một mảnh đất. Mảnh đất ấy bị giới hạn bởi 4 cây cổ thụ. Không được đẳng các cây cổ thụ, cũng không được đứng đi chỗ khác. Hãy làm sao để chúng ta có thể biến mảnh đất ấy to lên trên tranh vẽ, trên hình vẽ. Mà điều kiện rất quan trọng rằng 4 cây cổ thụ ấy vẫn là những ranh giới của miếng đất. Và xin mời hai anh chị sẽ cùng giải bài toán này. Bốn cái chấm, Quỳnh Hương cho rằng anh đang vẽ cây cổ thụ, nhưng mà nếu mà anh chấm cái kiểu này thì chắc là nó nằm ở trong rồi, chứ nó không có phải là ranh giới nữa, phải không thưa quý vị? Còn chị Hiền thì sẽ giải thích như thế nào về cái hình vẽ của chị? Xin chị có thể thuyết minh được không ạ? Thay vì là bốn cái cây ở bốn cái góc thì bốn cái cây sẽ ở bốn cái cạnh của một hình vuông, ngoại tiếp của cái hình thoi thì sẽ lớn hơn. Nếu như mà thay vì nó nằm ở bốn cái góc á, thì nó nằm ở trên bốn cái cạnh thì nó cũng là nằm trên ranh giới, chứ nó có chạy đi đâu mất mà lo, đúng không ạ chị Thanh Hiền? Cho nên anh Sơn sẽ quyết định như thế nào nào? Tôi phải nói rằng là chị Hiền giải thích hết sức là hợp lý. Và dẫu sao thì tôi hy vọng rằng ở bài tập thứ hai thì anh Thắng của chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa. Bây
bây giờ anh Sơn sẽ tiếp tục cho ra cái đề thứ hai nào. Dạ rồi. Thế thì chúng ta cùng vào rạp xem phim. Ba chàng trai. Đây là trai, cái đề đấy ạ. Thanh niên A, B và C. Tôi lắng nghe xem họ nói gì. Thanh niên A thì nói: tưởng mày chở em gái đi, nó đâu rồi? Tôi chú ý rồi nha. Và tôi lại tiếp tục lắng nghe thanh niên B nói. Thanh niên B mới nói như thế này: lâu quá tôi cũng không có cơ hội đi xem phim chung chị gái. Thanh niên C thì lại nói một câu hết sức độc đáo và hết sức đặc biệt: còn tớ thì chẳng bao giờ tớ có cơ hội xem phim chung người thân nào cả. Tôi đoán ra, à thì ra là ba chàng hai cô. Ừ. Thế nhưng tôi chờ 10 phút rồi, và chắc là hai chị cũng chờ đúng không? Và phim bắt đầu chiếu lên. Thế nhưng hai cô gái vẫn không đến. Lúc này bác bảo vệ xuất hiện. Bác bảo vệ mới hỏi là: xin hỏi hai anh là ghế này có ai ngồi không? Các anh thanh niên đồng thanh nói rằng: dạ còn một chỗ nữa, sắp tới 5 người mà lấy sao còn một ghế nữa. Và tôi hy vọng rằng hai anh chị sẽ giải giúp tôi câu đố này. 1 phút 30 giây bắt đầu. Hiền quyết định là một người, nhưng mà có ghi là một người em nữa. Anh Thắng quyết định là một người. Và hai anh chị sẽ phải giải thích một chút về cái chuyện một người này. Anh Thắng bắt đầu đi. Một người thì nói là tưởng mày chở đưa anh lại. Thì cái người thứ hai thì nói là lâu rồi không có chở chị gái. Thì tôi nghĩ hai người đó là một rồi. Còn người thứ ba nó lâu lắm rồi không có đi theo người thân nào, có nghĩa là không còn ngày nào nữa. Chị Hiền nghĩ như thế nào? Em thì lại không nghĩ như vậy. Em nghĩ là khi mà người thứ nhất nói là sao họ tưởng là đi với em gái, có nghĩa là người đó đã chưa không thấy em gái. Ừ. Bởi vì nói với người thứ hai là tưởng là đi với em gái. Còn người thứ hai nói là đã lâu rồi không đi coi với chị, tôi nghĩ người thứ ba chính là chị. Và người thứ ba nó...